Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm coin free các bạn nhé. Dự án hôm nay sẽ là dự án RSD. Dự án này sẽ có khoảng 1 triệu 500 nghìn RSD các bạn nhé. Thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình để nhận coin free. Dự án này chúng ta sẽ làm ở trên form mọi người nhé. Ở đây thì mọi người dán cái email vào đây cho mình nhé. Ở dưới các bạn dán ví Mai Ether Wallet hoặc là ví Ethereum cho mình nhé, ví Ethereum nhé, tức là ví MetaMask của mình nhé nhé. Còn ở dưới này là cái ví Rep, thì bạn nào mà muốn lấy link Rep thì các bạn dán cái ví của các bạn vào đằng sau cái ví của mình này nhé. Đấy, các bạn dán vào đằng sau của mình cho mình. Sau đấy thì mọi người ấn Next tiếp tục. Đấy, ở đây thì các bạn nó ghi là prepaid your username và click. Ok, các bạn sẽ theo dõi này. Theo dõi chút chờ. Đây, AirDrop ở đây nhé. Các bạn vào profile, copy lấy tên nhé. Rồi, please paste your Twitter username. You can click the register. À, cái này thì like và retweet nhé. Mọi người sẽ quay lại này. Đây nhé. Thì mọi người sẽ like này, retweet nhé. Pin the post mà. Nào có ghi pin the post không nhỉ? Đúng là pin the tweet. Thì cái này là pinner nhé. Cho nên mọi người cứ 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 làm cái pinner, nó bảo pinner thì mình sẽ pinner, là dán vào tên tiếp. Cái này thì là follow Twitter folder, CO folder. Ok, bạn theo cho nó hai cái group, hai cái Twitter này nữa. Quay lại nhé, cái này nữa này. Rồi quay lại cũng dán cái tên thôi. Tiếp theo thì các bạn join Telegram. Mọi người ấn open lên nhé. Mình không theo ở trong Discord thì mình theo ở trên web này. Rồi, copy lấy tên nhé. Đấy, mọi người dán vào đây. Dưới này cũng thế. Theo tiếp này. Rồi, ok. Dưới này là các bạn theo dõi Reddit và Upvoice. Ở đây nhé, các bạn vào join. Ở đây thì mọi người ấn vào Upvoice nhé. Nó như sao lại Upvoice không được rồi nhỉ? Join rồi mà. Upvoice. Nó không cho Upvoice là sao ấy nhỉ? Mình chưa hiểu luôn đấy. Áp dụng cái xong nó lại tụt quay lại. À, được rồi. Quay lại đây thì phần profile. Mọi người copy lấy tên này nhé. Dán vào đây. Rồi, ok. Thì sau đấy thì các bạn gửi đi cho mình nhé. Mọi người phải check kỹ lại xem là mình đã điền đúng chưa nhé. Đấy, thì nó không có cho gửi lại đâu mọi người nhé. Đấy, cái này thì mình gửi phát là xong đây. Đấy. Ok, thì link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng cho các bạn cùng tham gia dự án này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.